Hạnh phúc mỗi ngày là được tận hưởng cuộc sống tiện nghi với Eurolife, sang trọng và tinh tế, chất lượng vượt trội với vật liệu an toàn cho sức khỏe cùng công nghệ mạ 3 lớp tiên tiến. Eurolife tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. Eurolife, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Eurolife xin giới thiệu tới các bạn dòng tay xịt vệ sinh mới của Eurolife mới phát triển với những tính năng ưu việt và rất là đặc biệt mà ở trên thị trường các dòng sản phẩm khác không có được nha các bạn. Đây là những dòng sản phẩm mà thực sự rất là ưu việt mà trên thị trường thì các dòng sản phẩm khác sẽ không có những cái tính năng này. Đây là những dòng mà Eurolife mới nghiên cứu và phát triển ở trên thị trường. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết. Đây là sản phẩm xịt vệ sinh Eurolife với ký hiệu là NLX12. Và nó sẽ có 3 màu khác nhau với 3 mã tương ứng là X12T tức là màu trắng, X12D là màu đen và X12V là màu vàng. 3 dòng sản phẩm này đều có cùng một công năng, một chất lượng nhưng chỉ khác nhau về màu sắc thôi nha các bạn. Màu trắng này là màu mạ chrome như các bộ xịt phổ thông. Màu đen là mạ tĩnh điện màu đen. Màu vàng, mạ tĩnh điện màu vàng. Đó, và tất cả các thứ là đều, các bộ đều đi kèm cùng chi tiết với dây và bát cùng màu sắc. Các dòng sản phẩm xịt mới của Eurolife này thì chúng tôi đều đóng gói với một vỉ bằng plastic và phía sau là tấm giấy. Thì các dòng sản phẩm mới này như X11 và X12 thì chúng tôi sử dụng loại hộp như thế này. Ở ngoài thì sẽ là plastic, trong chúng ta có thể nhìn thấy sản phẩm ở đây. Và phía trên này có thông tin thương hiệu của Eurolife, logo hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, logo top 500 sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn. Và ở đây có một cái mã QR, chúng ta có thể quét cái mã này để xem video của sản phẩm ở trên YouTube nha các bạn. Logo bảo hành 25. Và phía đằng sau là thông tin chi tiết về sản phẩm, hotline của Eurolife cũng như các thông tin của nhà sản xuất nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tháo ra để chúng ta coi thử sản phẩm, xem sản phẩm này như thế nào. Đây, chúng ta thấy là sản phẩm màu sắc đen các bạn, đen. Sản phẩm màu trắng. Và sản phẩm màu vàng. Màu vàng. Ở đây ba sản phẩm này các bạn có thể thấy là thiết kế hoàn toàn giống nhau, không khác nhau về thiết kế nha các bạn. Nó chỉ khác nhau về màu sắc, màu trắng, màu đen và màu vàng. Và ba màu sắc này tuy là cùng có thiết kế, cùng một chức năng, cùng một chất lượng, nhưng ba màu sắc sẽ có ba giá thành khác nhau các bạn nhé. Bởi vì do là giá thành phụ thuộc vào cái màu khi mạ đó, cái công nghệ mạ nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành. Vì vậy là mỗi màu sẽ có một giá khác nhau, màu trắng sẽ có giá khác, màu đen có giá khác và màu vàng sẽ có giá khác. Bởi vì mỗi một công nghệ mạ, mỗi một chất liệu mạ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm. Tuy nhiên là chất liệu thì giống nhau. Và giá của sản phẩm thì các bạn hãy xem ở phía bên dưới của màn hình sẽ có giá của từng loại nhảy ở phía dưới màn hình. Màu trắng là X12D. X12T xin lỗi các bạn, màu trắng là X12T, T là màu trắng nha các bạn. X12D là màu đen và X12V là màu vàng. Thì chúng ta xem giá ở phía bên dưới và tương ứng với từng sản phẩm một. Và giá khuyến mại thì các bạn xem tại website eurolife.com.vn. Tùy vào từng thời điểm chúng tôi sẽ có tùy cái mức giá khuyến mại khác nhau. Chúng ta lên xem giá ở phía website nha. Và chúng ta cùng xem chi tiết về cái thiết kế của sản phẩm này. Tại sao mà Eurolife nói là nó có một thiết kế rất là đặc biệt, không giống các dòng sản phẩm khác. Đây các bạn. Thứ nhất là về chất liệu thì sản phẩm này được làm từ nhựa ABS nguyên chất, cực kỳ cứng, siêu cứng, không bị bẻ vỡ khi chúng ta bị rơi rớt ở trong phòng tắm nha. Đó là cái chất liệu mà ưu việt dành cho các dòng như tay xịt, tay sen. Đó. Thì đối với các dòng sản phẩm mới này của Eurolife, chúng tôi sản xuất 100% từ nhựa ABS nguyên chất cứng. Các bạn có thể cảm nhận được nó từ đây. Tiếng kêu của nó không có tiếng kêu
như các dòng sản phẩm bằng nhựa. Các sản phẩm trên thị trường á, thì hầu hết đều là nhựa plastic thôi các bạn nhé, chứ không phải là nhựa ABS, hai chất liệu khác nhau hoàn toàn. Nhựa ABS thì cứng, bền bỉ theo thời gian, không bị lão hóa, còn nhựa plastic thì sẽ bị mềm đi và bị lão hóa nhanh hơn. Đó. Và về thiết kế đặc biệt của các dòng sản phẩm này, thì dòng sản phẩm này có hai chức năng chảy. Thứ nhất là chức năng chảy ở phía bên trong, tạo bọt êm. Chức năng này dành cho việc rửa vệ sinh. Đó. Rửa vệ sinh cá nhân là chúng ta dùng chức năng chảy êm ở phía bên trong này. Và chúng ta chỉ việc xoay để chuyển chức năng xịt mạnh ở bên ngoài để chúng ta vệ sinh các ngóc ngách, hoặc là vệ sinh bồn cầu, hoặc vệ sinh các khu vực ở trong nhà tắm mà chúng ta cần. Đó. Thì đây sẽ có hai thiết kế, đó là sự ưu việt của sản phẩm này. Và về cái chức năng chảy này, chúng ta cùng chờ để xem ở cuối video nha, chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Đó, nó thực sự rất là ưu việt. Và chức năng ưu việt thứ hai là khóa thông minh rảnh tay. Chúng ta có thể gật tay này lên khi mà chúng ta sử dụng vòi xịt lâu, chúng ta xịt làm các công việc lâu thì chúng ta bật lên không cần phải nhấn, tránh trường hợp mỏi tay và khó thao tác khi chúng ta sử dụng. Thì đây là chức năng thứ hai mà ưu việt hơn. Đó. Và cái điều đặc biệt ở sản phẩm này là phần ti ở bên trong được làm từ nhựa ABS nguyên chất luôn nha các bạn. Chúng ta có thể tháo rời ra để vệ sinh. Đây các bạn sẽ thấy ti là bằng nhựa ABS. Sản phẩm của Aeroline thì đều được test trực tiếp bằng máy, thế nên bên trong sẽ có nước nha các bạn. Đó, chứ không phải là sản phẩm dùng rồi nha. Đó, đây là sản phẩm đã được test bằng máy. Thì ti của nó hoàn toàn có thể tháo rời được ra nha các bạn. Đó, để vệ sinh. Thì dòng sản phẩm này nó rất là ưu việt. Chúng ta chờ đến cuối video để xem thực tế khi mà lắp cái dòng nước á, thì chúng ta sẽ thấy nó ưu việt đến mức độ nào. Trên thân của sản phẩm thì được dán một tem điện tử của Aeroline. Chúng ta có thể quét mã QR này để kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm nha các bạn. Trên tay cầm này được in một logo của Aeroline ở phía dưới này. Đó. Và tay màu đen thì sẽ đi kèm với dây màu đen. Tay bạc sẽ đi kèm với bạc, tay vàng sẽ đi kèm với vàng. Và đây các bạn sẽ cùng xem cái phần dây này. Dây này đều được làm từ inox 304 và mạ màu theo từng loại. Màu đen sẽ mạ đen, màu bạc sẽ mạ bạc, màu chrome sẽ mạ màu chrome. Và bên trong sẽ được thiết kế với ruột cao su EDPM chịu nhiệt, đó, được bọc bố dù. Đó. Việc bọc bố dù này sẽ giúp cho dây chịu được áp lực cao, không bị bẻ vỡ khi chúng ta sử dụng thường xuyên. Đó. Bát bằng đồng và ti bấm thủy lực bằng inox 304, gioăng cao su chịu nhiệt. Thì chúng ta thấy là về phần dây này, nó rất là ưu việt. Đây là dòng dây chủ lực của Aeroline phát triển 12 năm trên thị trường và được khách hàng đánh giá rất cao. Bởi vì dây bền, không bị gãy vỡ, bẻ theo thời gian, không giống như các dòng dây khác nha các bạn. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy màu vàng, chi tiết tay màu vàng rất là chắc chắn, đúng không ạ? Tay màu bạc, tay mạ chrome sáng bóng, mặt full. Đây, các bạn sẽ thấy là ở đây có thông tin này, bubble là tạo bọt, spray là full. Đó, thì chúng ta có thể thấy ở phía mặt trước. Rồi về đến cái phần bát gắn cho sản phẩm này cũng được làm từ nhựa ABS, được mạ màu theo từng bộ đồng bộ. Và chúng ta để ý là ở đây có một cái mũi tên ở phía giữa này, tức là hướng lên trên. Đó, thì chúng ta mới cài được cái tay xịt này. Và đi kèm với bộ bát cài sẽ là hai con ốc bằng inox 304 như các bạn, cùng với hai tắc kê. Tôi xin giải thích thêm về cái phần mũi tên đi lên là bởi vì cái phần bát cài này có hình chữ V. Đó, và bát cài này cũng như vậy. Nhiều khách hàng khi lắp đặt ngược thì lại kêu là không cài được. Đây, tôi lấy thử ngược lại, các bạn thấy là sẽ không cài vào, đúng không ạ? Còn nếu ta xoay ngược lại thì sẽ vào. Đó, chính vì vậy là ở đây có phần mũi tên để đánh dấu cho chúng ta hướng lên phía trên, tránh lắp ngược. Thì đây là bộ 3 sản phẩm của Aeroline với chức năng rất là ưu việt. Đó, rất là ưu việt. Khi quan tâm đến bộ sản phẩm này
hoặc một mẫu sản phẩm bất kỳ, chúng ta có thể truy cập website eurolife.com.vn để tìm mua sản phẩm này trong mục vòi xịt vệ sinh. Hoặc chúng ta có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại hay nhắn tin Zalo qua số điện thoại đang hiển thị ở góc màn hình để kết nối trực tiếp với nhân viên bán hàng của Eurolife Việt Nam. Chúng tôi ship COD toàn quốc đối với sản phẩm này. Các bạn được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, vì vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm và sản phẩm này được bảo hành 25. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm mua sản phẩm này ở trong hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh có trên toàn quốc nha. Điện Máy Xanh thì đều có bán sản phẩm của Eurolife Việt Nam, hoặc siêu thị ACE Home Center của Mỹ nằm ở trong các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc, hay siêu thị Kolan của Nhật Bản nằm ở trong các chuỗi siêu thị Aeon Mall có trên toàn quốc. Hay các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh thuộc hệ thống phân phối của Eurolife có ở trong khu vực của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng xem test thực tế sản phẩm này với dòng nước để chúng ta nắm được sản phẩm này có công năng gì, ưu việt gì hơn với các dòng sản phẩm khác ở ngay sau đây nhé. Rồi, và đây là tay khi được lắp đặt thực tế với nguồn nước nghe các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem chi tiết sản phẩm này hoạt động như thế nào. Các bạn thấy là giống như các mẫu trắng và vàng của Eurolife thì tay này hoạt động hoàn toàn rất là mạnh mẽ, đúng không? Chức năng khóa vành tay. Và chúng ta có thể chuyển đổi dòng chảy. Thì đây là chức năng mà Eurolife thiết kế để phục vụ công tác rửa, vệ sinh. Chức năng này là chức năng nước êm, chúng ta có thể rửa, nó không gây đau rát giống như các vòi tăng áp khác. Ngoài ra thì chức năng làm sạch này nó rất là mạnh, thì chúng ta dùng để rửa ráy vệ sinh xung quanh. Còn đây là chúng ta vệ sinh cho bình thường đó. Thì chúng ta vệ sinh rửa bằng chức năng này, và chúng ta vệ sinh phòng tắm thì chúng ta vệ sinh bằng chức năng này. Đó, rất là mạnh mẽ và chức năng rảnh tay thuận tiện, đúng không ạ? Thì sản phẩm này Eurolife cam kết sẽ làm hài lòng tất cả các quý khách hàng. Với chất lượng ưu việt và công năng ưu việt, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn sản phẩm này cho gia đình của mình. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, đừng quên gọi điện hay nhắn tin qua Zalo của Eurolife đang hiện ở ngay dưới góc màn hình để liên lạc trực tiếp với Eurolife Việt Nam nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video clip tiếp theo. Đây, và đây là tay xịt được kết nối với nguồn nước nha các bạn. Và chúng ta sẽ cùng test thử xem áp lực xịt của tay xịt này và chức năng sử dụng của này như thế nào nha các bạn. Đây, các bạn thấy là áp lực nước rất là lớn, đúng không ạ? Rất là mạnh. Chúng ta thấy là dòng chảy cực kỳ là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là mạnh. Rồi. Và điều đặc biệt ở tay xịt này, chúng ta sẽ có một chức năng là đổi chức năng của dòng nước. Chúng ta chỉ việc xoay đầu vòi thôi nha các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy đây là chức năng rửa. Đó, tức là dòng nước nó êm và không căng, đau rát. Đó, cái này là chức năng rửa vệ sinh nha các bạn. Thì chức năng này sinh ra là để phục vụ cái vấn đề rửa cho các bạn. Nó sẽ êm, dịu và không bị đau rát. Đó, chúng ta thấy. Đó, chức năng rửa. Đúng không? Rồi, và kế tiếp nữa là chức năng khóa tay, tay khóa thông minh. Đó, và chúng ta thấy này. Đúng không? Đó. Đây là một vòi xịt với thiết kế mới nhất, và chúng ta thấy là nó cực kỳ là hiệu quả trong việc vệ sinh và sử dụng trong phòng tắm, trong phòng toilet của các bạn. Đây là sản phẩm mà thực sự là với thiết kế ưu việt, chúng ta có thể sử dụng hàng ngày để vệ sinh trong phòng tắm và toilet một cách hữu hiệu nhất. Khi các bạn quan tâm đến sản phẩm này, chúng ta đừng quên
gọi điện hay nhắn tin qua Zalo của Euroline qua số 0888190901 để chúng ta đặt mua sản phẩm này. Chúng tôi ship COD toàn quốc đối với tất cả các sản phẩm của Euroline ở trên website. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé. Rồi, xin chào các bạn. Đây là sản phẩm được lắp đặt cùng với cả nguồn nước và chúng ta sẽ cùng xem thực tế dòng chảy của sản phẩm này như thế nào nhé. Tôi sẽ bấm để các bạn coi. Rồi, đây là chức năng rửa êm. Đó, chức năng rửa êm. Đây là chức năng được thiết kế để chúng ta vệ sinh rửa ráy không gây đau rát nha các bạn. Còn chức năng kế tiếp khi các bạn muốn chuyển đổi á, chúng ta chỉ việc xoay nhẹ đầu lại thôi. Chúng ta sẽ thấy đó, đây là chức năng xịt rửa nha các bạn. Nó có áp lực rất là mạnh. Đó, áp lực rất là mạnh. Các bạn có thể thấy là cực kỳ là mạnh đúng không ạ? Đây. Đó, các bạn thấy rất là mạnh. Đúng không ạ? Và chức năng rảnh tay. Chúng ta chỉ việc đẩy lên thôi. Đúng không ạ? Xoay đầu vòi để thay đổi. Thì đây là chức năng được thiết kế cực kỳ đặc biệt cho dòng sản phẩm xịt vệ sinh này. Riêng đối với dòng xịt vệ sinh này thì chúng ta có thêm cái chức năng rửa êm như vậy. Thì sản phẩm này đảm bảo là đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các bạn ở trong phòng tắm và phòng vệ sinh, toilet. Khi các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, đừng quên nhắn tin hay gọi điện cho Euroline qua số điện thoại ở phía dưới màn hình. Chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại ở bên dưới nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé. Euroline, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt.